Ngày hôm nay nhà em Thảo còn có một vài cây phi điệp năm cái tràng Phú Thọ hàng rất là đẹp này. Đó, có cây đã thất ngọn chuẩn bị chờ hoa luôn rồi. Đó, và mỗi một cây của nó rơi vào khoảng tầm từ 15 cho đến 20 cm. Nếu mà hai thân thì nó sẽ thấp hơn một chút, còn một thân thì nó sẽ cao khoảng tầm 15 đến 20 cm ạ. Đó, những cái cây có đường chỉ sọc rất là đẹp này. Và bình thường em Thảo bán những cây này với giá 220.000. Ngày hôm nay em tri ân cô chú anh chị với giá là 130.000 một chậu. Đó, khi mà cô chú anh chị mà mua theo 3 cây như thế này, em Thảo sẽ bán là combo 3 cây 5 cái tràng Phú Thọ này là 300.000 nhá. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tâm. Đây là một trong những cái cây gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc như trên màn hình cô chú anh chị gọi nhìn đây này. Đó, cây thân lá rất là đẹp luôn. Đó, có cây thì đã thắt ngọn và chờ hoa luôn rồi đấy ạ. Một hàng cao cấp của nhà em Thảo nữa đó chính là cây phi điệp nữ hoàng mặt trời. Đó, mặt bông của nó cả nhà có thể nhìn thấy. Năm ngoái thì cái mặt bông này mọi người hay trêu nhau với cái tên là HO đỏ đúng không ạ? Đó, năm ngoái thì em Thảo có bán theo hình ạ. Năm nay thì nhà em Thảo cũng không có nhiều. Với mặt bông đỏ tươi, dòng hoa này rất là đặc biệt ở chỗ đó chính là hoa nở vào Tết nên là được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Năm nay mà chúng ta chăm sóc thì là cuối năm nay là chúng ta sẽ được xem hoa luôn rồi. Đây là cây năm 2 nên là độ thích nghi môi trường của nó rất là cao, đây là hàng cao cấp của nhà em nhá. Hàng VIP luôn đấy ạ. Nữ hoàng đỏ này cây cao khoảng từ 25 cho đến 30 cm. Nếu mà dòng dòng hai thân đó. Còn dòng ba thân thì nó sẽ thấp hơn một chút này, mọi người nhìn thấy này. Cũng bằng đấy này, rất là xinh luôn. Nữ hoàng mặt trời này em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu. Cô chú anh chị nào mua hai chậu là 640.000 thì em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, cây này nói chung là rất là xinh luôn. Thật sự là rất là đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Bởi vì nếu mà nói về dòng phi điệp mà có mặt bông đỏ rực như này thì hiện nay trên thị trường là chưa có đâu ngoài cái nữ hoàng mặt trời đỏ này đấy ạ. Ngày hôm nay nhà em Thảo có 8 lô thanh lý. Đó, lô thanh lý này thì đây không phải là hàng xấu đâu nhé cả nhà nhá. Hàng em Thảo gửi xe cho một chú nhưng mà chú đấy đang trên đường gửi đi thì là chú đấy lại không lấy. Nên là ngày hôm nay em Thảo sẽ bán gia lộc tri ân cho anh chị em nào yêu mến nhá. Em bán thanh lý luôn. Giá rất là mềm và rất là rẻ luôn ạ. Bình thường những chậu này là em Thảo đều bán hơn 200.000 đấy ạ. Hôm nay em thanh lý chỉ với giá là 300.000 được 3 cây. Đó, em Thảo có 2 lô, mọi người có nhìn thấy này. Đó, gồm có lô thanh lý 1 gồm có cây hồng yên thủy, hồng mỹ nhân và hồng minh châu. Đây là lô số 1 này. Đây, hồng mỹ nhân này cây cao khoảng từ 12 cho đến 15 cm nhá. Hồng minh châu này, cây của nó mọi người nhìn thấy nhỉ, xinh quá, rất là đẹp luôn nhá. Từ hai thân này, 1 đến 2. Hồng yên thủy này, đó. Đây là lô số 1 này. Còn bên này là lô, đây là lô gì đây? Đây cũng là lô số 1 này. Lô số 1 em Thảo có 5 phần. Đó, còn lô số 2 thì em Thảo chỉ có 3 phần thôi. Mọi người nhìn thấy này. Cây nó rất là đẹp luôn. Đó. Em Thảo chia ra là mỗi một chậu gồm có là hai chậu hai thân và một chậu một thân nhá. Đấy. Để em lựa lựa thôi. Mọi người nhìn thấy này, cây rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và tiếp theo là lô số 2 gồm có hồng xòe này, ám mắt châu lưng xanh và hồng mắt ngọc. Đấy. Cái hồng này nhà em đang bán, mỗi một cây đẹp của nó rất là xinh luôn. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đây là phi điệp mắt ngọc này. Đó, em Thảo cũng sẽ lựa ra như thế. Đó, cứ hai cây hay hai thân và một cây một thân này. Hồng mắt ngọc.
Đấy, lô này bên này này. Cây này là hồng á mắt châu lưng xanh này. Nhìn này. Đó, và tiếp theo là cái hồng xòe. Đó. Lô thanh lý số 2 em Thảo có 3 phần thôi. Đó, anh chị em nào yêu mến thì sưu tập. Đây này, lô nào nó cũng xinh nhá. Bên này đây là những chậu cây cát mini của nhà em. Giữa cát mini và cát đại có sự khác nhau, đó chính là cát mini thì là nó sẽ sai hoa hơn, dễ trồng hơn và dễ ra hoa, và đặc biệt là ra hoa 4 mùa quanh năm. Hoa của nó thơm vào buổi tối nhé cả nhà nhé. Nếu mà cát đại, so sánh giữa cát đại thì cát đại nó chỉ có một thân, nó chỉ có một hoa thôi. Nhưng mà cát mini thì là một thân của nó có ra rất là nhiều hoa luôn, và hoa của nó thơm vào buổi tối này. Đây ạ, đây mặt bông của nó này, mọi người nhìn thấy hoa của nó thơm đẹp chưa ạ? Hoa của nó là hoa hồng mỹ nhân luôn. Đấy, tới về cô chú anh chị mua về là chúng ta ngắm hoa luôn ạ. Đấy, nói về nó là mini, nó chỉ là cái tên của nó thôi. Đấy, mini nó có hai lá nhá, còn cát đại nó chỉ có một lá thôi. Nó chỉ là cái tên của nó thôi, chứ cái bụi nó khủng lắm luôn đây này. Đó, em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá ngày hôm nay rất là mềm luôn ạ. Bạn 180.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán cho cô chú anh chị là 350.000 nhá. Dòng cát mini hoa nở 4 mùa quanh năm. Đó, chúng ta rất là thích và rất là yêu khi mà chúng ta có một giỏ hoa lan ở trong vườn mà hoa nở 4 mùa quanh năm, đúng không ạ? Đấy, mặt bông của nó hồng mỹ nhân này, đẹp mê ly cho. Đấy, một cái bông hoa này, một cái màu hồng này thì nhìn thôi là chúng ta đã muốn là bảo vệ che chở, đúng không ạ? Em Thảo hoa lan, mình chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video của em Thảo ạ. Ngày hôm nay nhà em Thảo có những kỳ phi điệp rất là đẹp đấy ạ. Kỳ phi điệp sổ số này. Đó, em có một kỳ phi điệp đã biết mặt hoa, đó chính là kỳ phi điệp môi tuyết này. Đó, kỳ phi điệp môi tuyết thì em Thảo chỉ còn có một vài kỳ thôi, có khoảng tầm 20 kỳ thôi. Các bác nhìn này. Đó, đường lá của nó là nó có đường trị này. Và mặt bông của nó đây. Đây là mặt hoa của môi tuyết này, các bác nhìn này. Đây. Đó. Hoa nở tại vườn luôn là đây. Đó, đây là mặt hoa của môi tuyết nhá. Đó, phi điệp môi tuyết của nhà em. Đó, còn bên này là trầm cửu long. Đây, đó, kỳ phi một môi tuyết em không còn nhiều nữa đâu. Này các bác nhìn này, nó kỳ từ 4 đến 5 sen thôi. Đó, ở bên trong này nữa. Tại vì là nhà em có mấy cái con cuốn nó hay nghịch nên là em phải cho vào trong hộp. Đó, và trên này là kỳ phi điệp ma bó này các bác này. Đó, em bán là 35.000 một kỳ nhá, em bán đồng giá luôn. Và khi mà anh chị em mua 10 kỳ, ví dụ như là 10 kỳ như này chẳng hạn. Đó, 10 kỳ phi điệp như này thì em Thảo bán cho anh chị em với giá là 250.000 thôi. Đó, 10 kỳ này các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp nhá. Em sẽ chọn là ngắn cao để cho anh chị em tất cả các cô chú anh chị sẽ được đều nhau, bởi vì là có anh chị em mua cao hết thì khi mà em gửi to thì sẽ toàn những kỳ phi điệp thấp thì nó không được. Đó. Bên này là phi điệp bên này là phi điệp núi chúa này. Đó. Những kỳ phi điệp núi chúa thì em Thảo đây, còn những kỳ núi chúa này. Đó, em cũng bán 35.000 một kỳ. Mua từ 10 kỳ em Thảo bán là 250.000. Đó. Và dưới này có một vài kỳ phi điệp cát bà. Đó. Em phi điệp cát bà chắc khoảng tầm 40 kỳ thôi. Này. Các bạn nó hơi thấp một chút xíu nhá các bác nhá. Đó, phi điệp cát bà đây. Đó. Và ngoài ra thì nhà em Thảo còn có thêm loại nữa, đó chính là kỳ phi điệp thân xanh sạch. Đó cũng là từ những cái kỳ phi điệp sổ số, nhưng mà em sẽ chọn cho cả nhà những cái thân xanh sạch này. Đó, đây. Các bác nhìn này. Thân xanh sạch nhá. Đó. Đây này, thân xanh sạch này các bác nhìn này. Đó. Nếu mà anh chị em mà mua 5 loại này mà mỗi loại 2 kg thì em Thảo cũng sẽ bán là 250.000 cho các bác nhá. Đó đây. Đó. Đó. Đây. Đó, cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em Thảo là 0965495087 0363929228 nhá. Đó là số điện thoại của em Thảo, em có ghi ở trên này luôn để cho cô chú anh chị có thể là dễ nhìn hơn nhé. Đây các bác nhìn này, đó. Những kỳ phi điệp em sẽ cố gắng lựa cho cả nhà đẹp nhất từ 5cm trở lên nhé. Đó, em cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối, một ngày mới làm việc hiệu quả, ý nghĩa và tràn ngập niềm vui ạ. Đó, đây, số điện thoại của em là em sẽ ghi ở trên tiêu đề này để cho cô chú anh chị dễ đọc nhé. Đó, 10 kỳ này là em bán là 250 này. Bên này đây là những cây giống cây phi điệp của nhà em Thảo. Hôm nay duy nhất em Thảo sẽ chiên quý khách hàng giảm 50% cho cô chú anh chị nào yêu mến. Những cái chậu bình thường, những cái chậu cây xinh đẹp như này. Đây mọi người vẫn nhìn thấy này. Hôm nay cây nào nó cũng xinh, cũng đẹp hết, từ 1 đến 2 thân. Cây cao khoảng từ 4 đến 6 cm. Bình thường những chậu này em Thảo bán 75.000 đúng không ạ?
Hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 350.000, 10 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Cây rất là xinh xắn, dễ thương và rất là khỏe mạnh nha. Do rất là nhiều dòng giống nên là em Thảo sẽ gói theo combo để cho cô chú anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những cái giống phi điệp đẹp nhé. Đây, cây rất là đẹp ạ, từ 4 đến 6 cm. Đầu tiên em Thảo sẽ đặt theo combo là combo may mắn 350.000, đã có ship nhé cả nhà nhé. Combo may mắn thì gồm có này, phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Nếu mà nói về hàng ươm ki của nó thì rơi khoảng tầm 10 triệu 1 cm đúng không ạ. Đây mọi người nhìn thấy này, cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh này. Đó, và đây là những cái tấm vé số dành cho cô chú anh chị muốn săn những mặt bông đẹp đúng không ạ. Đó, tiếp theo là 5 cánh trắng phú thọ. Mọi người nhìn thấy này. Đó, tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung. Đó, tiếp theo là cây phi điệp 6 mắt thăng long. Đây mọi người nhìn thấy này. Đó, tiếp theo là cây mắt đỏ hòa bình. Xinh chưa? Dòng cây phi điệp hòa bình ấy thì lúc nào cái lá của nó cũng dày dặn hơn so với cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp bệt môi tuyết. Đó, bệt môi tuyết, mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và dễ thương đấy ạ. Và tiếp theo là cây phi điệp hồng mỹ nhân. Đó, hàng gieo hạt năm 2 rồi mọi người ạ, nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao, mọi người nhìn thấy cây nhất này. Đó, tiếp theo là cây phi điệp gái nhảy từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, thứ 9 là cây phi điệp hồng minh châu. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe. Đó, combo may mắn 350.000, gồm có 10 loại, 10 mặt bông như cả nhà đang nhìn trên hình này đấy ạ. Đó, cây rất là đẹp đúng không ạ. Và tiếp theo một cái combo nữa là combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đó, bình thường combo hạnh phúc những cây đẹp như này em Thảo bán 75.000 một cây đúng không ạ. Hôm nay thì em Thảo cũng giảm giá 50%, chỉ còn có là 350.000. Em Thảo bao ship cho mọi người luôn nhá. Đó, rất là xinh đúng không ạ, cây rất là đẹp luôn. Đó, combo hạnh phúc gồm có 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng cầu vồng, 5 cánh trắng ngọc bích, phi điệp nữ hoàng 28, phi điệp mắt châu lưng xanh, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp châu như, phi điệp ám hòa bình, phi điệp ám phú thọ đúng không ạ. Combo này gồm có 10 loại 350.000, đã bao gồm cước nhé cả nhà nhé. Đây là cây của nó, mọi người vẫn nhìn thấy cây 5 cái trắng bạch tuyết rất là đẹp rồi, thân xanh rất là xinh đúng không ạ. Tiếp theo đó chính là cây 5 cái trắng ngọc bích, cũng thân xanh rất là xinh đúng không ạ. Đó, cây đẹp lắm này. 5 cái trắng cầu vồng rất là xinh đúng không ạ, cũng là dòng thân xanh luôn. 350.000 được 10 cây này. Và một cái cây là cây nữ hoàng 28 rất là đẹp này, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái chậu xinh. Phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp ám mắt châu lưng xanh, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp ám phú thọ, phi điệp ám hòa bình này. Dòng cây phi điệp hòa bình lúc nào nó cũng dày dặn hơn đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp châu như. Đó, tím này. 10 cây này em Thảo bán với giá là 350.000, đã bao gồm tiền ship. Và tiếp theo là một cái combo em đặt tên là combo thịnh vượng, gồm có những cái dòng cây của cây phi điệp ở vùng Lâm Đồng đấy ạ. Gồm có là phi điệp ma bó này, phi điệp di linh xuân, phi điệp nù 68, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp lộc bắc, phi điệp Easo, phi điệp thác bay này, phi điệp nù tam bố, phi điệp đắc lây hay gọi là giả hạc đắc lây đúng không ạ, người đẹp của vùng Tây Nguyên. Và cuối cùng là bệt núi chúa. Đây gồm có 10 cây, 10 chậu rất là đẹp này. Đó, bình thường những cây này là combo này là mua vào là 750.000 đúng không ạ. Hôm nay em Thảo bán với giá là 350.000, bao ship đến tận nhà cho mọi người. Chỉ có ngày hôm nay em bao ship rồi đấy ạ. Cây của nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy đây, cây nào nó cũng xinh hết á. Đó, vì còn rất nhiều mặt hàng nên em Thảo sẽ quay nhanh thôi. Đó, cây này gồm có combo thịnh vượng, bạn nào muốn lấy thì có thể là comment luôn này. Đó, đầu tiên là cây phi điệp ma bó này, mọi người thấy cây xinh không, mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ. Tiếp theo là cây phi điệp di linh xuân, phi điệp nù 68, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp lộc bắc, phi điệp Easo. Đấy, bệt Easo này mọi người nhìn thấy xinh không? Đó, cây cao từ 4 đến 6 cm ạ. Tiếp theo là cây phi điệp thác bay. Thác bay lúc nào cái thân của nó cũng mập mập này, kể cả cây to nó cũng thế này. Tiếp theo là cây phi điệp nù tam bố này, nhìn thấy xinh chưa?
Đó. Tiếp theo là cây phi điệp Bắc Lây. Và cuối cùng là cây bệt núi Chúa. Đó. Đây là những cây thân tím rất là đẹp này. Em Thảo bán là 350.000 nhá. Và cuối cùng đây là một cái combo tích hợp tại từ combo Thịnh Vượng này, combo may mắn và combo hạnh phúc đúng không ạ? Gồm có combo em đặt là combo cắt tường. Combo cắt tường này gồm có 10 loại dòng hồng đây, mọi người có nhìn thấy này. Đó. Tất cả là hàng hạt 52 nhé mọi người nhá. Cây giống rất là khỏe và xinh đấy ạ. Đó, hồng Minh Châu này. Xinh chưa? Đó. Hồng búp bê này. Tiếp theo là cây hồng Liên Anh. Hồng Yên Thủy này. Hồng Gia Lai. Mặt bông mẹ thì nó là hàng gieo hạt nên là tỷ lệ của nó là một tấm vé số dành cho cô chú anh chị yêu mến, bởi vì không phải chúng ta ai chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta bỏ ra 80 đến 100 triệu để chúng ta mua những cái hàng hàng ươm ki hàng ba về chúng ta trồng đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp hồng xòe. Phi điệp hồng mỹ nhân. Cây này là cao từ 4 đến 6 cm nhá, em quay gần thì nó có thể to hơn một chút ạ. Tiếp theo là hồng Á Hậu. Hồng Thiên Cung này. Và cuối cùng đây là hồng Mắt Ngọc, một cái cây rất là xinh đúng không ạ? Đó. Combo cắt tường này em Thảo bán 350.000 đã bao gồm tiền. Tiếp theo em Thảo giới thiệu cả nhà về những giò giả hạc Pháp của nhà em Thảo này. Cô chú anh chị có nhìn thấy hiện tại em Thảo đang gỡ xuống và cắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó. Và mỗi một giò như này là rơi vào khoảng từ 12 cho đến 18 thân nhá. Rất là đẹp luôn này, các bác nhìn thấy này. Đó, nếu mà ít thân hơn một chút xíu thì nó sẽ dài hơn này. Đó, mọi người nhìn thấy xinh chưa? Giò hạc Pháp ngày hôm nay em bán tri ân cô chú anh chị. Bình thường những chậu đẹp như này là em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 500.000 một một bảng như này. Ngày hôm nay em tri ân cô chú anh chị với giá là 420.000 một bảng. Đó, mua hai bảng em chốt cho cô chú anh chị với giá là 800.000 nhá. Hạc Vĩ Pháp mặt bông của nó đây, hoa hàng ươm ki chuẩn luôn nhá cả nhà nhìn này. Đây là hàng ươm ki này. Đó, rất là khỏe cây mà nhìn này. Đấy, đó. Tới này về cho hoa luôn, cho hoa luôn. Đó, cái dòng hoa là dòng hoa Tết luôn nhá các bác nhá. Đó, xinh lắm. Thật sự rất là đẹp để chúng ta đáng một sưu tầm luôn ạ. Đó, hạc đây là dạ hạc Pháp. Đó, em cắt xuống. Số lượng em Thảo có khoảng tầm 20 giò dành cho 20 cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Nay xuất lô trầm DH93, một trong những dòng trầm đẹp và xuất sắc. Có thể nói là đây là một trong những cái bông trầm rất là đáng để chúng ta sở hữu luôn ạ. Đó, rất là đáng đồng tiền bát gạo của chúng ta luôn. Em Thảo sẽ lấy xuống dưới để em quay rõ hơn nhá. Đây em giới thiệu cả nhà, đây chính là cây mẹ của nó đây. Đây là một trong những cây mẹ của nó, gia đình em Thảo ở hàng ươm ki nhá. Mọi nhìn thấy này, thân lá nó đẹp mê ly chưa? Đấy, cây này là cao khoảng tầm 70 cm rồi này. Đó, 70 đến 80 cm luôn và thân thì mập ú nu luôn này. Đấy, rất là sai hoa, đây là mặt bông đã nở tại vườn của nhà em nhá cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn, mặt bông thì rất là thơm, rất là nói chung là xuất sắc. Và bình thường chúng ta mua trầm rồng đỏ nó rơi tầm 150, 180 và 200.000 một thân đúng không ạ? Đấy, trầm rồng đỏ làm sao mà đẹp được bằng trầm này ạ? Đấy, trầm này gọi là quả trầm xuất sắc luôn. Và nếu mà cô chú chị mà tìm hiểu thì hiện tại thì trầm DH93 trên thị trường không còn nhiều nữa. Đó. Nên là anh chị em nào muốn sở hữu một chậu trầm thì liên hệ với em Thảo. Bình thường những chậu này là em Thảo bán 200.000 một thân. Đó là nếu mà nở hoa. Còn ngày hôm nay gia đình em Thảo tri ân cô chú anh chị với giá rất là mềm luôn. Đó, 199.000 một chậu được 3 ki như thế này. Đó, một chậu 3 ki nhé cả nhà nhé. Mỗi một ki của nó là khoảng tầm thấp nhất là khoảng tầm 15 thôi. Nhưng cùng lắm chắc là toàn ki trên 20 cm hết rồi. Đó, 20 30 cm nhìn này. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Kia là ki năm nhất nhá. Anh chị em nào mà mua về chúng ta không muốn nó có hoa đấy ạ. Không muốn có hoa thì chúng ta có thể cắt đi. Chúng ta có cắt này, năm sau nó sẽ lớn bằng cây này đấy ạ. Năm sau nó sẽ lớn bằng những cái chậu này. Đó, cây những cái cây mà nó có thể lớn hay không, nó to hay không nữa là một một phần nó là do giống nữa. Nó do bố mẹ nó, do nó cây giống của nó lớn thì nó sẽ lực và nó sẽ phát triển đây, cây này. À, nhìn thấy các bạn đây. Đó, cao khoảng tầm 70 cm em quay như này thì nó bé, thực sự cái lá của nó này. Đó, nếu mà chúng ta muốn để một thân cho hoa thôi, bởi vì hiện tại cây đã thắt ngọn rồi thì chúng ta cắt nó để lại khoảng tầm 10 cm như này nhá. Sau đấy là chúng ta làm ươm ki, còn một thân chúng ta để ra hoa. Đây cả nhà nhìn này.
Đó, năm sau là cả nhà mua về là sẽ được lớn bự như này đấy ạ. Đó, 199.000 một chậu, một cái dòng trầm này rất là đẹp luôn. Anh chị em cũng biết rồi, trầm TH93 nở tại vườn của nhà em, cây này để như cái cây mẹ của nó thôi. Đó, ba kỳ nhá, 199.000, bác nào chốt cho em 199.000 một chậu thì yêu mến thì ủng hộ gia đình em, bởi vì trầm này là em không có nhiều đâu, em chỉ có vài trăm chậu để bán cô chú anh chị thôi. Vì lúc đầu là nó còn đang đi ngọn ấy, em chưa dám gửi cho cả nhà. Hiện tại thì có một số thân nó đã thắt ngọn rồi, nên là em gửi cho cả nhà nó sẽ an toàn hơn. Và đây là hình ảnh vườn của gia đình em. Đó, đây là những cái cây hàng mẹ của nó này. Có một số cây thôi, vì có một số cây nó nhiều thân quá thì em đã bán nó đi rồi. Đây còn có một vài chậu để bên này. Đây là những chậu cây trầm cửu long hàng ươm ki của nhà em này, hàng chuẩn nhá cả nhà nhá, hàng chuẩn ươm ki luôn. Em có cây có lá thường và cây có lá biên. Và như cô chú anh chị biết rồi đúng không ạ, lan trầm cửu long nó là chuẩn mực cho một bông trầm đúng không ạ, bởi kích thước bông của nó rất là to này, cánh tròn, hương thơm của nó rất là đậm mà thanh đúng không ạ, cây của nó phát triển nhanh và thân to rất là đẹp. Hàng này thì em bảo hành mặt hoa nhá. Nó là một cái mặt bông nổi tiếng bậc nhất ở bên Đài Loan đúng không ạ? Chính vì nó đẹp như vậy nên là nó được xem là tiêu chuẩn, là nét đẹp để đánh giá những cái trầm khác, và nó là cây tem đấy ạ. Là cây tem để lai tạo ra những cái cây trầm khác nữa đấy. Đó. Hàng lá biên phát tài em thảo bán với giá là 290.000 nhá. Còn hàng lá thường này thì em thảo bán là 280.000. Đó. Nếu mà anh chị em nào mà mua nguyên một cặp như này nhá, nguyên một cặp lá thường và lá biên này thì em thảo bán là 550.000. Đó, đây là hàng trầm cao cấp của nhà em đấy ạ. Trầm cao cấp, trầm cửu long rất là đẹp luôn. Và bên này đây là năm dòng kiếm giống của nhà em. Em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng dòng nhá. Em sẽ lấy xuống dưới để cho cô chú anh chị có thể dễ nhìn hơn này, mọi người có nhìn thấy cây kiếm giống. Đây là năm loại kiếm hàng đột biến gieo hạt 1 năm tuổi của nhà em Thảo nhá. Đó, anh chị em có thể nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một cây của nó khoảng từ 6 cho đến 8 lá. Cây hàng cây giống này em Thảo quay gần thì nó phải to, nhưng mà ngoài thì nó cũng không to lắm đâu ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh, nên là cô chú anh chị sau 1 đến 2 năm thôi thì nó sẽ đẻ cho chúng ta những cái nhánh mới này. Cây của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và bình thường những chậu đẹp như này khoảng từ 6 đến 8 lá, cây giống này em Thảo bán 120 đến 150 đúng không ạ? Hôm nay em tri ân là 70.000 một chậu. Đó, khi mà mua 5 chậu combo 5 chậu là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan nữa nhá. Em sẽ quay này, đầu tiên đó chính là kiếm vị hoàng. Đó, khoảng từ 6 đến 8 lá này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Kiếm vị hoàng hay gọi là rồng vàng đúng không ạ? Biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những cái cây lan mang vị thế quân vương, bởi vì vẻ đẹp của nó rất là xuất sắc. Cây mẹ của nó cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó, toàn diện về cả củ, lá và hoa luôn đúng không ạ? Và hoàng long hàng va của nó, nếu mà chúng ta mua hàng chuẩn của nó đấy ạ, hàng chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 5 cho đến 10 triệu một củ đúng không nào? Đây là một tấm vé số cho chúng ta săn cho mình những mặt bông kiếm đẹp. Và bây giờ thì kiếm đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ trông, rất là dễ chăm. Đó. Tiếp theo đó chính là kiếm Phan Chí, một cái dòng kiếm với mặt bông mẹ rất là đẹp, mọi người có nhìn thấy này, cổ lá của nó hình chữ V, cây của nó khoảng từ 6 đến 8 lá, em Thảo quay gần như này thì nó to thôi, ở ngoài nó nhỏ nhỏ thôi nhá. Đó là hàng kiếm giống mà, có 70.000 một cây một. Và tiếp theo nữa đó chính là kiếm xanh Huế mặt bông mẹ, đây cả nhà nhìn này các bạn. Đó, với dòng kiếm xuất xứ từ Huế đúng không ạ? Đó, đơn giản gọi là kiếm Huế. Nó được mệnh danh đó chính là kiếm vô vi đúng không ạ? Vô vi đó chính là bởi nét đẹp thuần khiết của cửa hàng va đúng không ạ? Vô vi nghĩa là vượt lên những vô thường, như một đóa sen vô nhiễm với bùn lầy. Đó, cây này là kiếm này, nói chung là nói về ý nghĩa của nó thì rất là đẹp và rất là xinh. Một tấm vé số cho cô chú anh chị. Tiếp theo là kiếm vị hoàng. Đó, kiếm vị hoàng cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó là một trong những cái cây kiếm quốc dân đúng không ạ? Bởi vì nó là có rất là nhiều những cái nét đẹp với vẻ đẹp toàn diện đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ rất là nhỏ thôi, em đo cho mọi người xem này. Đó, khoảng từ 10 cm thôi. Đó, mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đấy ạ. Và cuối cùng là kiếm vàng củ chi. Kiếm vàng củ chi nếu mà mua hàng va của nó chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu một củ đúng không ạ? Đó, tùy củ lớn bé. Và kiếm vàng củ chi được mệnh danh là cây kiếm trấn môn đúng không ạ? Bởi vì nó có nguồn gốc xuất xứ từ củ chi này. Đó, mọi người cũng biết là củ chi là cái vùng đất thép đồng đó ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn đúng không ạ? Và cô chú anh chị khi mà mua combo 5 cây là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm cho cô chú anh chị một lọ thuốc nhá. Đó, kiếm giống rất là đẹp này. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp chớp của nhà em này, anh chị em biết rồi.
Đó là một trong những cái dòng hoa với mặt bông của nó, cả nhà đã sổ ở trong lô này rất là đẹp luôn ạ. Có hai thân cực kỳ là xinh luôn. Đó, có một chậu, có chậu một thân, có chậu hai thân thì cô chú chị nào muốn chậu hai thân thì cứ dặn em nhé. Em sẽ lựa cho cả nhà chậu hai thân. Đó, bình thường em Thảo bán những chậu này phi điệp chớp mặt bông đã sổ trong lô rất là đẹp này với giá là 280.000. Ngày hôm nay em chị ân cô chú chị với giá cực kỳ là mềm ạ. 180.000 thôi. 180.000 một chậu gồm có hai thân xinh như này. Đó, nó có chậu một thân thì là một thân của nó, anh chị em gọi lấy một thân cũng được. Và đây là cái combo của nhà em Thảo, em đặt tên là combo lộc lá. Bình thường những cái chậu này là cây năm 2 nhé cả nhà nhá, em Thảo bán là 75.000 được ạ. Hôm nay thì anh chị em mua theo combo thì em chỉ bán với giá là 230.000 một combo thôi ạ. Cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm. Đó, cây năm 2 nhé cả nhà nhá. Đây, combo lộc lá thì gồm có là phi điệp lá mít hòa bình này, phi điệp bảo bảo này, phi điệp ám phú thọ, phi điệp ám hòa bình, phi điệp hồng mỹ nhân, phi điệp hòn hèo nha trang, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp gái nhảy và dòng di linh xuân. Đây ạ. Đó, cả nhà có nhìn thấy đây. Đây chính là combo của nó, từng cây này rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Đó, đây là cây lá mít hòa bình này, anh chị em có nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là dòng cây hòn hèo nha trang này, cả nhà có nhìn thấy này. Rất là xinh đúng không ạ? Bên này đây là cây sơn điền cánh mai, cây năm 2 nhé cả nhà nhé. Đây là cây giống từ 1 đến 2 thân rất là đẹp này, cây di linh xuân này. Em Thảo đã đánh dấu cho mọi người hết rồi nên là mọi người yên tâm mua về thì chúng ta sẽ chỉ việc thay chậu thôi ạ. Đây là cây hồng, là cây hồng mỹ nhân này. Đó. Bên này đây là cây gái nhảy này. Đó. Cây này là cây ám hòa bình. Đây, cây hồng yên thủy này. Đây là cây ám phú thọ này. Và cuối cùng là cây phi điệp bảo bảo, cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Combo 5 cây này em Thảo chỉ bán 230.000 thôi ạ, trên quý khách hàng luôn, giá này chưa bao giờ có luôn đấy ạ. Còn bên em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Ngày mới em Thảo xin kính chúc cả nhà mình đang xem video có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Ngày hôm nay gia đình em Thảo giới thiệu đến cả nhà một bộ sản phẩm chăm sóc hoa lan rất là thiết yếu cho vườn lan của nhà mình. Với giá rất là mềm, ngày hôm nay em Thảo bán chỉ với giá là 140.000. Và đặc biệt ngày hôm nay gia đình em Thảo có quà tri ân cho cô chú anh chị, đó chính là mua một bộ ba sản phẩm như này, em Thảo sẽ tặng kèm một bộ sản phẩm nữa để quảng bá sản phẩm và nhà vườn của gia đình em. Đầu tiên đó chính là một lọ Biorot kích rễ này, thứ hai là một lọ vitamin Super Thai tổng hợp, thứ ba lọ cuối cùng đẹp ở giữa này đó chính là một lọ kích thích sinh trưởng thân lá rễ. Bộ ba sản phẩm, còn những cái sản phẩm ở đằng sau chỉ là để làm phông bạt thôi ạ. Anh chị em mua thêm thì em Thảo sẽ bán. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào ba bộ sản phẩm này nhé. Em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng công dụng của nó luôn. Và đặc biệt quan trọng hơn nữa này, ngày hôm nay gia đình em Thảo sẽ tri ân cho cô chú anh chị là mua một bộ 140.000 sẽ tặng một bộ y hệt nữa. Đó, mua một tặng một luôn đấy ạ. Đó, mua ba thì em tặng thêm ba nữa là 6 sản phẩm. Đó, và vì nó là nhẹ nhẹ thôi nên là gia đình em Thảo sẽ tri ân, đó chính là free ship cho đơn hàng thuốc luôn này. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm ngay và luôn nhé. Đấy, bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng sản phẩm, từng công dụng và em Thảo sẽ gửi kèm hướng dẫn sử dụng cho cô chú anh chị luôn đấy ạ. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà về từng công dụng nhé. Đầu tiên là Biorot này, em Thảo đang cầm trên tay này đấy ạ. Biorot kích rễ, thể tích của nó là 20ml. Đối với anh chị em đã từng trồng hoa lan thì đây là một trong những cái sản phẩm rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây là một trong những cái dòng kích rễ chuyên dụng cho hoa lan. Đặc biệt là nó rất là an toàn với môi trường và kích thích rễ rất là hiệu quả đấy ạ. Sản phẩm này nó sẽ giúp cây hoa lan của chúng ta là trung hòa chất dinh dưỡng, bởi vì nó là giúp vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn đoạn. Đấy, cây hoa lan của chúng ta mà trung hòa chất dinh dưỡng thì cái bộ rễ này, tất cả những cái thân lá thì nó đều phát triển luôn ạ. Về rễ của nó phát triển, nó hút chất dinh dưỡng cực kỳ là khỏe như vậy. Đó, cái sản phẩm này thì anh chị em chúng ta có thể sử dụng là pha 1ml cho với 1 lít nước. Và đối với 2ml này thì chúng ta sử dụng được rất là lâu đấy ạ. Đó, chúng ta chỉ cần tưới khoảng 1 cho đến 3 lần thôi là chúng ta sẽ thấy cây hoa lan của chúng ta là khỏe lên và thấy có tác dụng luôn rồi đấy ạ.
Và bây giờ em Thảo sẽ cho cả nhà xem một số bộ hình rễ của nó đấy. Bộ rễ của hoa lan chúng ta là bộ rễ hình xương cá. Đấy, anh chị em mà đã chơi hoa lan mà chúng ta nhìn thấy những bộ rễ hình xương cá này thì chúng ta cảm thấy rất là mê, rất là thích đúng không ạ? Ngay cả trên bản thân chai của nó thôi thì nó cũng đã có cái bộ rễ hình xương cá rồi. Đó, và tiếp theo thì em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về một cái sản phẩm khác nữa. Thứ hai đó chính là Super Thai. Anh chị em đã từng trồng hoa lan thì chúng ta đều nghe qua rồi đúng không ạ? Super Thai là một loại dưỡng chất vitamin rất là cần thiết cho cây hoa lan của nhà mình. Để cây hoa lan của chúng ta là đủ vitamin thì sẽ phát triển khỏe hơn đúng không ạ? Nó sẽ có hệ miễn dịch cao hơn. Đặc biệt là khi mà cây của chúng ta không bị yếu, không bị đột hoặc là không bị thối nhũn đúng không ạ? Lọ này thì nó sẽ thể tích của nó là 20 ml. Đó, cách sử dụng thì chúng ta cũng pha 1 ml với 1 lít nước. Lọ này thì nó rất là an toàn cho con người và động vật. Nhà nào mà có trẻ nhỏ hoặc là trồng những thú cưng ở trong vườn, ví dụ như là con chim hoặc là chim công hoặc là những cái thú cưng khác thì chúng ta sử dụng loại này thì cực kỳ là an toàn và thân thiện với môi trường rồi ạ. Bộ này chỉ có 140.000 thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Và cuối cùng đó chính là một bộ bộ kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ đó. Phân thuốc kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ này thì là một trong những cái sản phẩm chúng ta sử dụng cho dành riêng cho những cái cây như là bị yếu này, bị đột, bị chột hoặc là những cái cây mà bị vàng lá, nói chung là cây nó kém phát triển ạ. Thì chúng ta pha khoảng 10 giọt với 1 lít nước, khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta tưới một lần thì chúng ta sẽ thấy sự phát triển của cây hoa lan của chúng ta là phục hồi dần dần. Đó, đối với cây hoa lan mà muốn phát triển toàn bộ thân lá rễ hấp thụ chất dinh dưỡng thì chúng ta phải là sử dụng cái lọ này rất là cần thiết vì nó kích thích cây hấp thụ từ cả thân này, lá và rễ luôn. Bộ ba sản phẩm này ngày hôm nay em Thảo bán với giá 140.000 cho cô chú anh chị sưu tâm. Đó, anh chị em có thể tham khảo giá ở trên thị trường. Hôm nay em Thảo tri ân luôn. Đó, đảm bảo là cô chú anh chị không mua ở đâu được những cái giá này luôn đấy ạ. Và khi mà mua hàng thì em Thảo sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị mua nhá. Đấy, vì nó là nhẹ thôi nên em Thảo tri ân là quà tặng nữa. Đó chính là em Thảo miễn phí ship cho đơn hàng mua thuốc ngày hôm nay với 6 lọ và cô chú anh chị được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Đó, nói chung là cây mà muốn khỏe, muốn tốt thì chúng ta cần phải có một bộ rễ khỏe đúng không ạ? Cũng giống như người đúng không ạ? Răng yếu thì chúng ta sẽ không thể ăn được đúng không ạ? Ăn cháo thì nó rất là lớn, trọng đúng không ạ? Còi cọc. Đấy, chúng ta phải ăn rau, ăn củ quả đúng không ạ? Đó, Super Thai là một trong cái sản phẩm rất là tốt cho cây hoa lan của chúng ta. Đó là dưỡng chất vitamin tổng hợp cho cây hoa lan của chúng ta đấy ạ. Đấy, một bộ sản phẩm này thì chúng ta sử dụng được rất là lâu rồi. Đó, có thể nói là chúng ta mua 140.000 thôi là chúng ta được một một năm luôn. Đối với cô chú anh chị mà chỉ có ít thôi, chẳng hạn có vài giò thôi là chúng ta sử dụng được vài năm luôn đấy ạ. Đó, em Thảo bán trơn cho cô chú anh chị với giá 140.000, mua một tặng một này. Và tiếp nữa đó chính là còn free ship cho cô chú anh chị mua hàng thuốc của nhà em. Đó, đây là kích rễ Biorose này. Đó, những cái sản phẩm rất là quan trọng và rất là an toàn thì em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá 140.000, bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Đây là Super Thai này, kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ. Đấy, anh chị em mà mua hoa lan thì chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thì em Thảo sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị nhé. Và ngoài phân thuốc thì gia đình em Thảo còn có những giống hoa phong lan nữa. Cô chú anh chị nào yêu mến thì đã nhớ là đăng ký kênh ủng hộ gia đình em Thảo bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Rồi khi mà hiện lên cái chuông thông báo, cô chú anh chị ấn vào cái chuông thông báo nữa thì chúng ta sẽ cập nhật được những video của gia đình em Thảo tri ân cho cô chú anh chị đấy ạ. Đó, em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Một loài hoa lan vừa có vẻ đẹp của trầm vừa có vẻ đẹp của phi điệp, đó chính là cái dòng hoa phi điệp đỏ này. Anh chị em nhìn thấy cây rất là đẹp và khỏe nhá. Cô chú chị yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Và hiện tại thì cây đang chuẩn bị xuống lá để chờ hoa rồi. Hoa Tết luôn đấy cả nhà. Mỗi một chậu của nó từ 1 đến 2 thân. Cô chú chị yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm nhá. Cây cao khoảng từ 25 cho đến 30 cm này. Nếu mà chậu một thân thì nó cao hơn. Nó sẽ cao khoảng tầm 40 cm một thân đấy ạ. 40 45 cm. Đó. Phi điệp đỏ. Đó, phi điệp đỏ nha, em có đặt là phi điệp đỏ luôn hay gọi là phi điệp lai trầm này. Em mà số lượng em chỉ có một vài chậu nữa thôi là em hết hàng rồi. Em bán tri ân cô chú anh chị bình thường là 280.000. Ngày hôm nay em bán với giá 180.000. Cô chú anh chị yêu mến thì sưu tầm một